V40 nha mấy bác. Bắt đầu cái này là đầu đèn thôi nha. Bắt đầu mình vô trong kia nó sẽ quằn quèo hơn, đường sẽ dốc hơn. Cây cối um tùm hơn nha. Đèo này hấp dẫn lắm. Đẹp luôn nha các bác. Nói chung là đẹp và hoang sơ lắm, hoang sơ một cách hoang sơ một cách đáng sợ luôn. Hoang sơ lắm. Hai bên có bàn thờ nữa kìa, sợ quá. Còn mát mẻ nha. Các bạn có dịp lên Bảo Lộc thì mình ghé dẫn vô đèo V40. Các bạn đi phượt ghé đèo V40 phượt hơi bị vui. Đường nó vắng, vắng xe cộ lắm. Các bạn chạy cứ yên tâm. Thế mà mình đi đây các bạn nhìn thấy rồi, không có xe nào hết mà. Đường đèo núi nè, mà không có xe nào hết nè. Đường rất là vắng nha. Vắng mà mát mẻ. Nói chung là mình còn đi tít trong kia nữa kìa. Cái đèo này dài lắm. Cái đoạn này mình quay đoạn thôi chứ điện thoại mình cũng chạy hai tay chứ mình chạy không dám chạy một tay nha. Quay đây một đoạn. Ôi dưới kia có mấy cái sông cái suối nó cũng đẹp kìa, nhưng mà sợ quá, nhìn thấy ghê quá. Hoảng quá. Ở đây nó yên tĩnh quá các bạn. Không có bóng người luôn mà. Xe cộ rất ít luôn nha. Đi vô đây ai mà đi công tác hay đi gì trong này thì lo mà đi về sớm nha. Về khuya là các bác đi một mình đó. Nói chung là vui. Mình các bạn đi trong này đi phượt hơi thì vui. Núi non hùng vĩ nha. Đây có một cái nhà. Suối đó, có xe chạy lên kìa, con gái chạy luôn á. Ở đây suối rất là nhiều, đường đi cũng đẹp nữa. Các bạn đi theo nhóm á, đi nhóm mà có nam có nữ đông đông nha, thì mình vô đây mình chơi được. Mà hai người á thì đừng có đi vô đây. À, mấy con đường nhỏ này đi xuống dưới là suối nha. Suối thì nước trong nhưng mà đĩa bắc thì không biết. À, chỗ này là sạt lở, với lại đi thì để ý đất đá trên đồ nó rớt xuống lăn xuống nha. Bên này nè, bên này mình đi mới gặp có một anh nó rớt hai người luôn á. Thế là chạy ở trong này phượt từ từ thôi, rồi để ý hai bên đường. Hôm nay đường xá nó đỡ hoang sơ rồi, chứ mấy năm trước đường hoang sơ đi trong này cũng sợ lắm. À, mình đi tầm này là 2 giờ chiều nha. Ô, có cái chòi kìa, có một đoàn xe máy đang đi lên kìa. Kiếm cái camera gắn lên đầu mới được. Đó. Nó dốc đứng nha các bác. Mình đi mình quay. Đây là cầu Đà Tẻ. Đà Tẻ dưới kia nha, nhưng mà thật thích. Thật đó cái suối hơi đẹp. Xuống kìa. Nói chung là đi giờ này tầm ban ngày thì cũng có lác đác xe hàng ở từ ngoài kia người ta đi vào á thì cũng có lác đác.
mình vừa chạy vừa lái, vừa quay phim mình vừa lái này các bác. Đường vô trong đèo, đường nó hơi tối tối vậy nè, mình đi rồi phải đi sớm vậy chứ các bạn đi muộn là tới thui á. Nhìn đèn đường không có đâu nha, nó không có đèn đường gì đâu. Thôi cao lại ngửa đầu mới nhìn lên đường nè, quay điện thoại ngửa lên mới nhìn lên đường nè. Quay phim vậy mình cũng chẳng cần phải nhìn đường luôn mà, tại vì nguyên con đường không cần thấy núi rồi, rất là mênh mông bao la. Cái con các bạn nhìn là biết rồi đó, nó dốc quá nên là mình phải là quay ngửa lên rồi lúc mới thấy mà. Thôi mình phóng nhanh nhanh đây, phóng nhanh nhanh chứ ở trong này ghê quá. Đi ra kia còn xa nữa, nứt lần nữa. Nhiều cái khúc cua nó gấp lắm nha các bác, nhất là cái chỗ này nha, ai đi cua mà ngay cái khúc này nè, đây nè, cái này có sẵn cái mộ luôn này cho các bác nhìn nè. Đó, cua sau lưng mình có chiếc xe đang tới. Kiếm mấy chiếc Mazda chạy cho nó sướng. Bây giờ Mazda chút xíu. Thôi mình tắt cái đã, chạy giống mới được khúc đèo rồi nhưng mà mình tắt cái đã, chạy một tay mỏi quá.